gì trước đứng đáy à mọi người ơi. Dứt đứng đáy luôn ơi. Đó, bây giờ dứt hôm nay có chị Hân Nguyễn bao ăn nha, giờ dứt sẽ gọi lại cho anh cho chồng nha cả nhà. Vừa ốm vừa nhỏ ai mà chơi bạch da toàn lông không trời. Ai vậy? Quyên ơi em đi ngủ đi em. Trời đứng Nguyễn rồi ngủ anh qua đây ăn đi chứ. Nè chị Cư. Nói đi. Chị Cư nói đi trời chứ nát. Lấy cây lên sẵn đi Sơn. Tao lấy cây để sẵn đi rồi chứ phải kèm cặp lại mới được nha cả nhà. Ờ kêu ảnh qua đây ăn chung cho mọi người cho vui. Nè trai. Nói đây anh qua đây anh. Anh qua đi. Tụi nó mới được ăn. Giờ chiều dự năm với má năm. Mặc cái cần đi đám cưới nha. Rồi tắt luôn. Ủa sao? Sao kỳ vậy? Có giờ lộn quá trời trên Vũng Tàu á. Gọi lại chị. Bấm đại tao đụng má mày cái nó mà nói kêu cái xác dạ hết chứng rồi nha anh Tân Nguyễn ơi. Tại nó đi gấp mà chị. Nên nó không đông. Đang ngồi chờ chứ mà đi mà nó xem xét rồi chắc đông đó. 6 giờ mấy gọi điện kêu con sáng đi Vũng Tàu. Còn chứng ở bên trong á là của chị cô Yến Phạm với anh của anh Diêm là cho những người buôn bán vé số nha. Là có mấy anh chị nào bán vé số đi ngang qua là. Ủa còn chứng nãy của gì chích cho mấy anh chị. Đây bên đây. Anh Tân Nguyễn ơi, của anh với anh Vũ Nguyễn đang chia đồ bên đây nha. Cái này chứng gì chức tặng nha cả nhà. Chứng gì chức tặng cho anh Vũ Nguyễn, anh Tân Nguyễn. Với cô Minh Xuyên rồi. Anh Diêm Lâm là mỗi người 30 chứng. Năm gì? 30 á? Mỗi 30. Là còn ở bên đó nha. Là chưa xử lý nha. Đó đi anh. Anh kỳ quá. 3 giờ rồi mua lẩu ăn uống được rồi mẹ chồng. Đừng giận em, dạo này anh dẹo lắm. Anh đàn đi Mỹ với anh bỏ em mà đi nha. Nói chung 5-6 giờ ăn đi chứ giờ ăn dồn dồn quá ăn đó. Ăn đâu hết đâu, bỏ uổng lắm. Anh em không có làm má, cà lem mày mua nha, cà đéo coi nha. Anh ơi, em ăn cà lem anh vài qua anh trứng đi. Qua chơi đi anh, hôm nay có hai đứa gái anh qua kỳ quá. Anh trai. Nè hôm nay gái anh mặc đầm. Vô đây. Nè mặc đầm nè. Anh thấy gái anh mặc đầm chắc chưa? Có hai đứa con gái ra bỏ chút người nè cho anh tặng anh nè. Giờ em được trứng. Giờ em được trứng nè. Cho 10 cây cà lem lại đi qua. Ủng hộ anh kem đi chất. Ủng hộ anh kem đi chất. Giờ năm với má năm là đẹp nhất chất. Ủng hộ anh kia kem đi. Không có tiền. Trời khóc hoài luôn, nãy giờ khóc liên tục luôn. Đủ vô má, 2 triệu. Là vốn là mừng hết lớn rồi. Chất chửi gì chất. Dân không mượn cây dân. Đó. Kỳ quá, không có chơi với bà. Đi. Con ăn nữa nha mẹ Hân Nguyễn Kaka. Ủa bộ anh với Tí là cùng một ổ hay sao mà kêu tôi đi ngủ hoài, đi ngủ đi em. Bà chức này bớt cái miệng lại. Kaka gì xạo ghê luôn, coi vui vẻ với nhau đi mọi người ơi. Đừng coi ở đây mà qua bên kia comment hùa theo chữ bên này kỳ lắm. Kỳ chức nhìn điểu lắm thì giỏ ơi kha trời ơi bảo anh Tân Nguyễn chủ thấy ăn hả, thấy ăn quá không ơi, thấy ăn thì chất ăn quá chơi con chùa ảo gì quá thôi con dẫn quá con dẫn quá. Ê cái này của con mình chứng tử đi. Ê ê chị vô rồi, chị vô rồi. Chị vô rồi. Đó giờ chị Sương cũng ra nha cả nhà, đó chị Sương ra thăm em. Hồi nãy chị Chức nói chị Sương gì kìa Chức. Em đi Macau. Chứ tưởng ai không dám cấy với con cấy hết đó. Em đã từng yêu thương nhưng chưa từng được hạnh phúc quá chạy. Trời ơi là cuối tuần vui vẻ nha. Bây giờ mai có đi ăn đám cưới được không mà chết. Chiều đi ăn lẩu đi. Ờ à, đúng rồi, Vũ chị Sương chiều nay đi ăn lẩu nè. Đi ăn uống nè, nói chung ăn uống đi. Lẩu là ngán mồm. Ai biết ăn gì. Chị bà ông này đi ăn nè.
kêu bà mua ốc với gì đó. Ốc đang liên tục rồi ăn hoài. Mới bữa đi bữa nào ăn không? Ngán chết rồi giờ còn ăn tí. Trước đó ăn đây 2-3 lần luôn rồi. Vậy mua lẩu về đây rồi. Đang quay gió ơi. Vì chất con muốn ăn bánh xèo dẫn con đi ăn đi vì chất. Kệ chị Vũ Ca phải ăn bánh xèo được không kệ chất. Bánh xèo đâu biết chỗ đâu. Bánh xèo bữa ăn chỗ gì đó. Bánh chải đó. Ok luôn nha chị Vũ Ca ơi, ăn lẩu cho nhiều. Dạ, anh cũng vậy nhé, anh Tân Nguyễn hay ăn đồ nướng. À mọi người ơi, giúp quảng cáo khô con gì chứ. Mấy lâu quẹt quẹt chút sức khỏe nhé. Trời ơi, bán hết trứng giờ nói gì cũng được nữa trời. Bây giờ con cho nha, kiếm tiền gì chứ nha. Chứ gì nữa. Nghiệp mình trần lắm để kể nghe. Cũng chạy qua đây nè. Kêu cô có chừng gã nói em bán mà anh kỳ vậy kêu bà chết tiệm. Quê chạy nước và bệnh á nha. Bù quá trời. Nhưng ta đau ngay cái chỗ cánh gãy luôn à. Cánh gãy phải không? Cánh tay đó tôi ngồi lên à, cái đồ mà để ra cái hòm lên đó. Tao ngồi cái cây đó đó bẻ cầm cửa bẻ gãy tay luôn. Rồi mọi người ơi, em có bán khô nha mọi người, bán khô cá dứa, khô cá lù, đồ lạp xưởng nha mọi người. Có ai muốn gì chất thì ủng hộ cho em nha, được ủng hộ cho gì chất nha mọi người. Mày ngồi ngơi, mày đặt trứng đó ta. Mẹ Trương ơi, em đã từng yêu thương nhưng chưa từng hạnh phúc. Trời ơi là trời, vợ em có hạnh. Vợ ơi, hài não quá vợ ơi, đi ngủ đi em. Em biết rồi, vợ lớn vợ nhỏ đi ngủ hết đi. Hôm nay cứ mấy, cứ bảy quá. Cứ bảy, 19. Mẹ 19 với 33. Chị chấp, một mình tao sao chấp. Chấp ơi. Bữa giờ ở nhà dưỡng. Nay ra đây đi. Chấp đi. Đi chơi. Ra đây đi chơi. Ôi trời, mày bạo quá. Miệng chất qua miệng gà bớt dài cho khoái. À, nghe chị Quyền nói rồi, nay muốn bút mà bút nha. Bút thư á. Ai biết chị nói em nghe chị nói nay muốn bút mà bút chị nè. Trời ơi, em đâu biết đâu. Đó. 145. Chứ gái mày dâm là mấy người má mày là tao không có chứ gái mày dâm mày ta thấy cái miệng mày không đó. Ờ đúng rồi đó. Quán Lê Ba Trường ở ngoài đèn mà ở trong bầu cua ở chính giữa là đó điểm. Cái miệng của mày nó thiệt có sợ luôn á. Miệng mày ghê thiệt chứ. Sang quán đi em không có tiền. Đó mọi người ơi, mua protein cho hàm răng đi chứ. Là mua là sao đây anh Diêm Lam. Bên đây đang quay tốt nhất gì chứ, đừng nhắc kênh Hưng Trần nữa. Chào cả nhà, chào chín bến đò nha, chào chín bến đò. Rồi chị. Đuôi con. Chị, nè tặng bịch trứng nè chị. Thì chín bến đò gì chứ, khích chích kìa em. Trời ơi, đó đây tặng trứng nha cả nhà. Con gái cầu vợ nha, không nói bậy nha, chín bến đò. Anh đã bao đêm bao ngày nhung nhớ. Vô vô. Ta sống bên nhau hạnh phúc càng đầy. Hello em chính bến đò cuối tuần vui vẻ nè. Ok nha chị Hiếu, chào chị Hiếu nha, chúc sức khỏe em Tân Nguyễn. Ai chào biết bao lô với đầu gì? Chấp. Hôm nay tiền quá chấp. Trời nè. Chị bến đò nói là giờ bán hết trứng rồi, nó hỏi ra chỗ gì đi. Ba bỏ mẹ. Ba chấp, chị bến đò cũng đi chơi kìa. Vậy chị bến đò cũng đi chơi kìa. Thôi hôm nay con cũng có đi, mày đi với má nó đi.
Chị Minh đòn sao giúp? Chị má nó đẹp. Ủa giờ trúng không? Đúng á. Ủa trúng không mọi người, có trúng không mọi người? Ủa đây chứ đâu có giật gì đâu. Mày đưa đây tao mới kẹp nó ngoài vậy trời. Trời ơi, cụ quay không có uống nước mía nha. Không, không, không. Thôi chờ dặn cái camera cao nữa xíu đi. Để con họ cho bà khỏi thấy. Ủa mày chứ đâu có giật gì ra đâu. Có giật rồi đó, để con giật ra. Ờ, cái cứu quần mà. Dạ chúc em đi bác sĩ rồi anh. Ăn đồ gì chứ hay bị dướng xương lắm anh ơi. Trời ơi, chị Suka nó ăn đồ chứ chị dướng xương rồi chứ. Có dướng xương không? Thật không mà chứ. Có thật đi. Chị Suka mới dám ăn kìa. Mặc bộ đồ danh đó không cho tôi ai mặc cho cung nguyện tôi. Trời ơi. Là sao mà chị Suka xin chị Suka bộ đồ danh hả? Để mặc đi. Chị Suka là bikini hai mảnh không à? Đó gọi là bikini hai mảnh chứ không phải là đồ dâm. Bỏ tài chứ thiệt. Trời ơi chứ nghĩ sao chứ chứ có bikini hai mảnh vậy chứ. Là 63 tuổi rồi bận vô ối luôn á chứ. Con cháu nó ối hết luôn á, ăn không nổi luôn á. Cho hết đi chứ, chích chích ăn Tấn Nguyễn, chích nhiều cái chích lắm trời ơi. Anh chị Minh Đòn là chích gì chắc rồi. Chị Minh Đòn gái cao da nha, mày lấy gái mẹ được coi, không có lấy gái bà đâu nha. Chị Minh Đòn vô cung. Ta vừa nói dựng năm mời ai xuống nhà, à. Dạ chị, chứ nhớ, 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 chứ mẹ phải làm bài cho đây anh không? Yeah. Đúng rồi, con nói nó quậy. Nó đúng cái lần què, đám cưới con, ta có lần mà bị kêu chết thì chết, chết, chết. Bây giờ là con với Tòng đi quay, không cần ra, không cần liên hiệp nha. Giống như mẹ mời người ta đi thiệp. Sao vậy? Tao có gì không đâu, mà sợ lỗ. Mời đây là lời chắc luôn á. Tao quên hai đứa quay luôn. Quên đỡ. Cảm ơn, quên, cảm ơn. Giờ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Quên đỡ. Mà Sơn có đi mà. Có cái thiệp gì Sơn mà kêu hết người này đi. Ờ, kêu. Rồi lấy. Đã nói bà đi chùa. Trời ơi, cho Bến Đò hỏi bé ông trắng sao tôi tươi vậy má kìa. Dán đóng tiền ba con này. Kính luôn mày. Để cho con gái làm ăn đi chiếc báo nha, em mà dám đến. Mua một chai dầu gọi, một chai dầu xả. Đúng rồi, hai chai dầu xả. Đầu con nè, là con trâu tặng ngé đó mẹ không biết ha. Tặng hai con mua con trâu, tặng con hai con ngé. Hai đứa con á. Sướng ha. Mày xin tao mua lê bôi chính xác nó mua cho tao về tụng chưa đầy một tháng. Vô kèo đi chính Bến Đò chưa bóc tem ca. Nay cuối tuần không đi đâu chơi hả chị Hiếu Peter? Rồi chính Bến Đò. Mai có 13 đi đám cưới không chết. Bỏ nhà. 13 là đây nè. 33 là này nè. Ủa tính ra đây chứ tao có mời ai đâu. Ờ không mời ai đâu. Có gì Sơn với lại chú Mỹ hả? Bước công tao cũng quên. Mày bước tao quên luôn đi. Ba em cưới mà nói ngại ba cũng mới nhớ. Mời đám cưới ở đây hả? Không, tôi cho mời mày đi không vậy? Có lẽ mẹ mời tao không đi. Mời tao phải đi vậy? Ai tao mời mày đi không? Cưới tao mày đi không? Chú Hiếu chức hỏi là để con cả đi sợ họ lỗn sao mời đã người ta không đi làm sao. Thì con anh Tân Nguyễn chứ tìm đúng người quốc dậu thì dán gì chứ? Lại dán lại lắm á anh. Trời ơi là trời. Mời chết anh gì mình hỏi chứ có xài kem mà xích dưới cho dính làm găng dưới lại không? Anh mua chưa? Không có biết xài. Ủa có kem dính làm găng mà. Có mua cái đồng ăn đó mình dán vô. Anh gì mới hỏi là có mua có xài không? Anh mua chưa? Biết đâu. Nhưng mà coi như là dính luôn á chứ không có kéo ra được nha. Không có thấy mẹ mua cái sắt giá được. Cho lẹ. Kem dính làm răng là sao? Có nghĩa là thấy anh dán để thấy. Trời ơi, dán răng cho nó trắng cái gì? Không dán cho nó dính làm răng quá lại. Thấy cái răng dính quá sụp 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 hoài kìa. Nó tháo qua hoài con ốc mới lần á. Bắt ốc, tháo ra hoài ốc mới lần hả? Bắt ốc mà. Đúng rồi chị Chi Nguyễn ơi. Vậy em Chi nói là mua keo á, mua cái gọn keo đó, ngoài miếng tay nó bán á, dán vô nó dính lại mình ăn nó lên nhai nó đỡ. Có mùi bình thường đâu ra. Cây nở được không? Gì à, bo bo đi đình gì đó.
polyden đúng rồi, polyden cho răng gì chứ. Nhưng mà tối là tháo ra được phải không? Đó không biết à. Con có xài răng đó là răng giả là con biết. Đó, anh gì hỏi là có mua không thì anh mua cho dán vô, dán cho nó dính là răng lại. Răng mà tháo ra được không? Mà anh tháo ra được không? Chứ nó tối nó tháo ra. À, tháo ra ngâm muối à? Ờ, chứ để vô trong thì cho hay chứ gặp chứ ăn cầm lum muối xua đồ có đánh răng đâu. Là để ba hé ra tháo ra cái là nghỉ nghỉ à. Đánh ngâm muối còn tối trắng. Đúng rồi, dứt ngâm muối xong rồi dứt tháo hàm răng ngâm muối xong rồi dứt vô. Chút miệng nước không có có cào lưỡi có làm gì đâu. Vô hay. Vô hay luôn. Giả lớn nó khu quắc nè. Bác đứng mày. Vậy chứ không mời toàn giấy dậu buồn ghê. Nói chung là đỡ tốn tiền chị Nguyễn Chi ơi, chị nhắc như vậy chị. Trời ơi là trời. Xỉ ngọ luôn á chị.